Rằm tháng 3 âm lịch, hai tuổi này vét cạn độc trời, trúng số độc đắc. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi của cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học còn nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy rằng trong năm Tân Sửu 2021 còn có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó cũng có những con giáp gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ được nhận lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu ba đời không hết vào dịp rằm tháng 3 âm lịch sắp tới. Vậy đó là những con giáp nào? Họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm rằm tháng 3 âm lịch? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video để tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay đều luận giải bởi thầy Sa Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Sa Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Xin chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn trong thời điểm rằm tháng 3 âm lịch. Mệnh chủ sẽ nhận được nhiều điều tốt lành từ tam hội và nhiều các tinh khác. Điều bản mệnh cần làm là cố gắng hết sức mình, dù vất vả một chút nhưng ắt sẽ thu được những kết quả tích cực. Rất đáng để bản mệnh cố gắng. Thứ nhất là công danh và sự nghiệp. Tử vi thấy rằng sự nghiệp của những người tuổi Dần có bước tiến vượt bậc trong dòng tháng 3 âm lịch. Mọi kế hoạch mà bản mệnh đề ra đều đang tiến triển một cách rất thuận lợi. Nhờ có quý nhân tam hội, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Dần có thể đạt được những thành tích rực rỡ hơn. Thời điểm này, bản mệnh còn luôn giữ được sự tỉnh táo khi bắt tay vào công việc. Cho dù bận rộn đến mấy, bản mệnh nhanh chóng khẳng định được điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng đối với cấp trên và mọi người xung quanh. Hãy nhận biết đâu là cơ hội mình cần phải nắm chắc và cố gắng hết sức mình. Mệnh chủ sẽ đạt được điều mà mình mong ước suốt bấy lâu. Hai cát tinh Nguyệt Mã và Thiên Vu cũng đem đến cơ hội thăng chức, tăng lương cho tuổi Dần. Có thể bản mệnh sẽ phải di chuyển nhiều một chút, phải tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ. Nhưng đừng quá lo lắng, khả năng của bản thân hoàn toàn có thể giúp bản mệnh chinh phục được đỉnh cao. Với những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học hành, nghiên cứu, bản mệnh cũng tìm được nhiều cơ hội để thể hiện vốn hiểu biết của mình, chinh phục được thầy cô, giám khảo, bạn bè, trở thành tấm gương trong tập thể. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy người tuổi Dần có thể trở nên tự mãn vì những gì mà mình đã làm được. Thái độ kiêu căng khiến bản mệnh không muốn nghe theo lời khuyên nhủ của người khác. Đôi lúc không nhìn nhận ra được mọi mặt của vấn đề và đưa ra những quyết định nhầm lẫn. Cách ứng xử thiếu đúng đắn trong nhiều trường hợp
cũng khiến bản mệnh trở thành cái gai trong mắt của một số người. Bản mệnh cần phải chú ý hành động và nói năng nhiều hơn, chớ nên gây thù, chuốc oán với mọi người xung quanh. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Dần cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp ích cho công việc, hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai là tài lộc. Theo tử vi rằm tháng 3 âm lịch thì vận trình tài lộc của người tuổi Dần phát triển theo chiều hướng thuận lợi, dù không phải là các cơ hội kiếm tiền sẽ dâng tới tận cửa. Có thể bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả và tích cực, nhưng số tiền mà bản mệnh kiếm được ắt hẳn sẽ khiến bản mệnh quên hết những điều mà mình đã phải trải qua. Tam hội xuất hiện cho thấy đây là thời điểm thuận lợi để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bản mệnh tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Vì vậy, bản mệnh hãy tự tin nắm bắt, chớ chần chừ, do dự quá lâu mà để lỡ mất thời cơ ngàn năm có một. Sịnh Mã cũng khuyên bản mệnh càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn, vất vả bao nhiêu, bản mệnh lại càng được hưởng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu. Bản mệnh có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn, thì sau khi mọi việc vào guồng, bản mệnh sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt. Ngoài ra, với những người tuổi Dần đang làm công ăn lương thì thu nhập của bản mệnh cũng tăng lên theo những thành tích mà bản mệnh đạt được trong sự nghiệp. Một số mệnh chủ có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống từ nay về sau. Nếu đạt được những thành tích đáng kể, đưa ra những ý kiến sáng tạo, giúp tập thể phát triển, bản mệnh cũng sẽ được thưởng nóng tương xứng. Đặc biệt, để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, phòng tam hợp quý nhân, Sần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, các lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Đường tình duyên của tuổi Dần phát triển khá khả quan nhờ có sự giúp đỡ của tam hội. Bản mệnh được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Vì thế, nếu còn độc thân, bản mệnh hãy cố gắng mở lòng mình và bước qua khỏi những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi vu vơ. Hãy cứ thả lòng bản thân để có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà người khác dành cho mình. Ngoài ra, những thành công trong sự nghiệp, trong kinh doanh, làm ăn buôn bán cũng khiến hình tượng của tuổi Dần trở nên hấp dẫn trong mắt mọi người xung quanh. Những người Dần còn độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm được người như ý. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải tinh tế để nhận ra ai là người thực lòng với mình, ai chỉ đến với mình vì bị danh lợi hấp dẫn. Tuy nhiên, đào hoa không vướng lại chỉ là điều tốt đẹp đối với những tuổi Dần đã lập gia đình. Bản mệnh phải luôn tự nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với người khác, chớ nên buông thả, chiều chuộng lòng tham vui của mình. Bản mệnh chỉ cần xuôi theo người khác một chút là đã có thể gây ra những chuyện gây hối tiếc sau này. Bản mệnh đừng để những người thân yêu của mình phải chịu tổn thương. Quý vị thân mến, có giác may mắn thứ hai được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay đó là tuổi Ngọ. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai thì Ngọ là thời điểm tràn đầy hy vọng. Đối với bản mệnh là ngày bản mệnh nắm bắt và quyết tâm thực hiện được kế hoạch mà mình đã đặt ra đến cuối cùng. Thứ nhất, về công danh và sự nghiệp. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai sẽ mang đến nhiều hy vọng cho người tuổi Ngọ. Chỉ cần bản mệnh nắm bắt được và quyết tâm thực hiện kế hoạch mà mình đã đặt ra đến cùng. Bản mệnh vốn là người có đầu óc,
tư duy cởi mở, thích mở rộng nên có thể tìm được nhiều hướng giải quyết công việc mới mẻ khác nhau. Môi trường làm việc càng phù hợp thì bản mệnh lại càng phát huy được các thế mạnh của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý không nên để đầu óc treo ngược cành cây và thường xuyên sao lãng trong quá trình bắt tay vào công việc. Điều đấy sẽ gây nên những sai sót không tốt, không đáng có. Vì vậy, theo tử vi, để đạt được thành tích cao trong công việc trong thời điểm này, điều quan trọng là tuổi ngọ phải tự quản lý được bản thân mình, đừng để bị cuốn theo những thú vui bên ngoài. Hãy tập trung về nhiệm vụ của bản mệnh, không nên dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến những người, những việc không liên quan. Đó cũng chính là cách giúp bản mệnh tránh khỏi nhiều thị phi nơi công sở. Bên cạnh đó, sẽ có thiên cẩu, hung tinh xuất hiện. Bản mệnh cần phải đề phòng những kẻ xấu bụng có ý đồ tiếp cận mình. Bản mệnh không nên quá nhẹ dạ, cả tin nghe theo những lời xù nịnh hoặc khinh bác của người khác. Hãy luôn giữ những lập trường vững vàng của bản thân mình, tin theo những điều mà mình cho là đúng, chứ không chạy theo một đám đông nào đó. Nếu có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra nơi công sở, bản mệnh cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, bộc trộm của mình. Hãy bình tĩnh hết sức có thể, mọi chuyện mới có thể được giải quyết, trong tránh và vẫn ổn thỏa. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tay, gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Bộ ba linh vật khắc trên mặt đá mã não đỏ và năng lực tam hợp khí sẽ giúp hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc và chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển con đường sự nghiệp, mọi khía cạnh trong công việc trong thời điểm sắp tới. Về tài lộc, tình hình tài lộc của người tuổi ngọ nhìn chung ổn định trong suốt thời gian này. Bản mệnh nên mạnh dạn bắt tay và thực hiện các kế hoạch đã đặt ra từ trước đó hoặc đi theo những hướng phát triển mới. Có thể bản mệnh chưa thể thành công ngay trong lúc này, nhưng trong một khoảng thời gian, bản mệnh sẽ thu được những kinh nghiệm đáng quý, có giá trị cho mai sau. Song, trước khi làm việc gì, bản mệnh cũng cần phải nhìn rõ ràng thực tế trước mắt của năng lực bản thân mình. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyên lệnh, tuổi ngọ sẽ trở thành một người mơ mộng thái quá. Những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến tuổi ngọ đưa ra những quyết định sai lầm, gây thiệt hại về tài chính, không ít thì nhiều. Nếu muốn học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, bản mệnh cần chú ý tìm những người đáng tin cậy. Đừng dễ dàng nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, nhất là những người đang không thông minh và thực sự hiểu rõ. Họ có thể đang tìm một cơ hội để lợi dụng bạn, nẫng tay trên đồng nghiệp mà bạn vất vả làm ra. Ngoài ra, những mệnh chủ tuổi ngọ làm ăn lớn cần đề phòng họa khẩu thiệt, thị phi do thiên cẩu hung tinh mang lại. Bản mệnh hạn chế tranh chấp với khách hàng, đối tác cũng như lãnh đạo và đồng nghiệp xấu xung quanh mình. Có thể hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của bản thân, không nên tham lam để vướng vào vòng lao lý. Cũng may, tạo phù làm giảm bớt tác động xấu của thiên cẩu. Trong lúc này khó khăn, bản mệnh vẫn có thể tìm được người giúp đỡ mình vượt qua mọi khó khăn, kinh nghiệm. Từ đó, họ sẽ có bản mệnh tự mình vươn lên ở những lần gặp khó khăn. Cuối cùng, để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phần hận và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, mệnh chủ sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ sự nghiệp phát triển, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của mình và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.